bạn thân mến, hoạt động ngoài khóa cũng được coi là một hình thức để đánh giá các bạn học sinh theo cách phát triển toàn diện. Giúp các bạn có hứng thú, niềm vui trong học tập và rèn luyện đạo đức. Đặc biệt với tiếng Anh, đây còn là sân chơi bổ ích, lý thú, đồng thời cổ vũ khích lệ phong trào học ngoại ngữ trong học sinh. Dịp Giáng sinh vừa qua, các bạn thiếu nhi tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk được tham gia một buổi ngoại khóa với chủ đề Merry Christmas, thật vui tươi và bổ ích do Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu tổ chức. Buổi giao lưu diễn ra trong không khí thật sôi động, thu hút nhiều bạn thiếu nhi từ 5 đến 13 tuổi tham gia. Tại đây, các bạn đã được thể hiện năng khiếu giao tiếp bằng tiếng Anh trực tiếp với thầy giáo nước ngoài qua các trò chơi, hát, giải câu đố. Chỉ sau những giây phút ngắn ngủi làm quen với các anh chị của trung tâm, với ông già Noel, các bạn đã cởi mở hơn, hòa đồng vào các trò chơi. Từ những người hoàn toàn không quen biết nhau, nhưng qua các trò chơi đầy hấp dẫn và mang tính đồng đội cao, các bạn đã thân nhau hơn, kết thêm được nhiều bạn mới, nhất là các bạn được học tiếng Anh một cách thoải mái, nhẹ nhàng và gần gũi. Sau những trò chơi cùng những câu đố tiếng Anh, các bạn đã nhận được nhiều phần quà là những quyển sách tiếng Anh bổ ích. Bạn nào cũng tỏ vẻ thích thú và chắc chắn. Những quyển sách tiếng Anh này sẽ giúp các bạn yêu thích hơn với việc học tiếng Anh. Hôm nay con được mẹ dẫn đi chơi, con thấy rất là vui. Và con được nhảy với lại trả lời những câu hỏi, con thấy rất là dễ. Theo bạn Võ Nguyễn Anh Khoa, một học sinh ở trung tâm Anh ngữ Ocean Edu Buôn Ma Thuột, thì việc học tiếng Anh rất quan trọng. Anh Khoa được tiếp xúc với tiếng Anh ngay từ khi 5 tuổi và đam mê học tiếng Anh đến giờ. Hiện, anh Khoa đang học lớp 5. Các buổi học tiếng Anh trên lớp đều được các bạn ấy chăm chú lắng nghe, siêng năng học từ vựng, luyện phát âm. Với Khoa, khả năng nghe, nói được Khoa chú trọng nhất vì bạn ấy rất thích tiếp xúc, nói chuyện với người nước ngoài. Vì vậy, ngoài việc học tốt ở các kiến thức trên lớp, trong sách vở, thì việc tham gia các buổi học ngoại khóa với chủ đề tiếng Anh đã giúp bạn ấy nâng cao các kỹ năng tiếng Anh tốt hơn, đặc biệt là kỹ năng nghe, nói. Trong các buổi ngoại khóa ấy, Khoa không những được vui chơi mà còn được giao lưu với các bạn và các thầy cô giáo nước ngoài. Từ nào sai là bạn được sửa ngay lúc đó. Trong những buổi hoạt động ngoại khóa đó thì con được các thầy giáo nước ngoài tổ chức và những câu hoạt động, những câu đố vui bằng tiếng Anh. Thì qua những hoạt động ngoại khóa đó thì con đã cải thiện được nhiều kỹ năng hơn cho mình. Và con mong là trung tâm có thể tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa hơn để con có thể cải thiện được các kỹ năng của mình. Hoạt động ngoại khóa không chỉ đơn thuần là các chương trình giải trí, mà các trường học, trung tâm ngoại ngữ còn tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa như cuộc thi hùng biện, diễn kịch tiếng Anh, chương trình giao lưu với các thầy cô giáo người nước ngoài, chương trình giao lưu với các dịp lễ Halloween, Noel, Happy New Year, 8 tháng 3, 20 tháng 11, hay chương trình hè Hello Summer, v.v. Các chương trình được tổ chức thường niên với nhiều nội dung hoạt động phong phú, không chỉ tạo ra một môi trường ngoại ngữ tuyệt vời để phát triển kỹ năng ngôn ngữ, mà còn giúp các bạn tăng khả năng sáng tạo, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, khả năng tự hoàn thiện bản thân, kỹ năng hợp tác, kỹ năng làm việc nhóm. Bên cạnh đó, cấu trúc ngữ pháp và vốn từ vựng tiếng Anh cũng được mở rộng khi các bạn vận dụng để viết trong những tấm thiệp hay những lời chúc. Ở trên trường của con thì cũng có các đoàn học ngoại khóa giao tiếp với người nước ngoài. Chúng con được chơi trò chơi, nói tiếng Anh, giao tiếp với người nước ngoài thì người nước ngoài rất là vui tính, làm cho cái bài học nó trở nên thú vị hơn. Khi mà mình giao tiếp với người nước ngoài thì các thầy cô cũng sẽ sửa sai cho mình khi mà phát âm của mình chưa đúng hoặc là cấu trúc ngữ pháp. Thì đó cũng là một cái lợi ích. Để học tốt tiếng Anh, các bạn cần rèn luyện nhiều hơn mỗi ngày thông qua những bài hát, những bộ phim để tăng khả năng nói tiếng Anh,
các bạn cần sử dụng tiếng Anh hàng ngày với những từ vựng và cụm từ thông dụng. Đồng thời, hãy cố gắng luyện tập giao tiếp với bạn bè, người thân, thầy cô giáo bằng tiếng Anh. Điều này cực kỳ hữu ích cho các bạn nếu bạn muốn có những kỹ năng tiếng Anh tốt hơn, đi kèm với học kiến thức cơ bản tại lớp học. Chúng tôi cũng khuyến khích học sinh tham gia những chương trình ngoại khóa nhằm phát triển khả năng vận dụng tiếng Anh từ sách vở với 4 kỹ năng cơ bản, nghe, nói, đọc, viết, những sự kiện như Halloween, Giáng sinh, 20 tháng 11, câu lạc bộ tiếng Anh, Wedding Edutainment, nơi được đông đảo các bạn học viên tham gia. Ngoại khóa nói chung và ngoại khóa tiếng Anh nói riêng là một trong những hoạt động bổ ích, thiết thực nhằm mang lại học sinh môi trường học tập và vui chơi lành mạnh. Từ đó, các bạn học sinh có cơ hội trao đổi vốn từ, rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, giúp học sinh thể hiện kỹ năng giao tiếp trước đám đông, làm quen với các hoạt động tập thể, trao đổi kinh nghiệm về học tập và đặc biệt là các bạn có cơ hội bằng tiếng Anh ra ngoài lớp học để sử dụng nó một cách tự nhiên vào các tình huống thật. Từ đó, ứng dụng tiếng Anh vào cuộc sống hàng ngày, mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh, xây dựng cho các bạn học sinh ý thức tự học, khích lệ niềm đam mê khi học tiếng Anh.